Chào Hoàng Nhật, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em vừa về thêm một cái chiếc máy hút bụi E5, một con máy mới tinh các bạn, còn nguyên ni lông nhé, nguyên ni lông chưa bóc luôn, mới tinh nguyên thùng hộp đấy. E5, một cái con máy kết nối áp điện thoại đấy. Giá cũng khá là hợp lý, cái chiếc này thì em bán là 4,8 triệu nhé. Bình thường các cái con E5 này mà hàng dùng rồi thì em bán là 4,1 triệu. Đây, nhưng con này là phiên bản hàng mới tinh, nguyên ni lông luôn nhé. Trong hộp phụ kiện này còn chưa bóc ra bao giờ luôn. Bao gồm gì đây? Một lọc rác này, tường ảo này, pin này, dây sạc này, đế sạc này. E5 này, hàng mới tinh nguyên hộp. Đấy. Bác nào yêu nó thì các bác lô cho em, chưa sử dụng luôn. Đây là đế sạc của nó này các bác này, sách hướng dẫn sử dụng nằm ở dưới nhá. Và đế nhựa là giữ máy này. Đấy. Mới tinh 2019. Tất cả chổi còn chưa dùng này các bác này. Đấy. Hàng rất hiếm luôn ạ. Phiên bản mới E5 kết nối app. Nói chung là máy mới rồi thì chả cần phải quảng cáo, thì em cũng chưa nạp pin đâu, cũng chả nạp pin làm gì, vì nó là máy mới, ni lông này nó còn chưa bóc. Đấy, bác nào yêu hàng đẹp, hàng mới thì các bác lôi xem, giá thành cũng rất là hợp lý. Con E5 này em bán là 4,8 triệu, bảo hành 3 tháng, chưa phí vận chuyển các bác nhé. Bọn này thì điện áp của riêng robot này bác cắm điện nào cũng được, 100V hay là 220V đều được hết. Đấy. Rồi, chào các bác.